Chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặt Channel, kênh YouTube duy nhất tại Việt Nam mang đến cho anh em những tựa game mới nhất, hay nhất và đặc biệt nhất là siêu siêu độc trong tất cả các thể loại, từ châu Âu sang châu Á, từ hiện đại tới cổ trang, từ lang thang tới ở nhà, từ con gà sang con chó, và game nào anh em không có thì sẽ có trong kênh của Kiếm Mặt Channel. Ngày hôm nay thì mình mang đến cho anh em một tựa game khá là đặc biệt, khi mà tựa game này vừa pha lẫn giữa yếu tố chiến thuật, yếu tố nhập vai và yếu tố hành động bắn súng. Ba yếu tố được kết hợp trong một tựa game. Tên của tựa game là Evolution 2. Evolution 2 thì là phần tiếp theo của Evolution 1, nhưng mà với cốt truyện và lối gameplay hoàn toàn mới, được nhà phát hành Micom BV phát triển trong thời gian gần đây. Evolution 2 đem đến cho chúng ta một thế giới rộng lớn với đồ họa 3D sắc nét và chi tiết đến từng nhân vật. Giờ thì chúng ta hãy đi vào cốt truyện của game để tìm hiểu xem tựa game này nói về vấn đề gì. Câu chuyện khởi nguồn từ một hành tinh mang tên Utopia, vốn là một ngôi khu nghỉ mát của những tỷ phú thiên hà, bỗng chốc biến thành một địa ngục sống bị chiếm hữu bởi những người lính tàn nhẫn, quái vật và cả những robot chiến đấu. Và để tạo ra một cái kết cho cuộc chiến không ngừng nghỉ này, bạn sẽ sử dụng siêu năng lực của đội trưởng Black. Đây chính là bạn, cùng với cả một đồng đội của mình để chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào. Mục tiêu của bạn trong mỗi cấp độ trong Evolution 2 là quét sạch mọi kẻ thù xuất hiện trên đường đi của bạn. Nhiệm vụ này thường sẽ đưa bạn đến bất cứ một nơi nào từ 1 đến 2 phút chơi đầy đủ. Khi bạn vượt qua các cấp độ càng ngày càng khó dần lên, và bạn sẽ mở khóa được các nội dung bổ sung mới, chọn ra các trang bị cao cấp hơn, vũ khí mạnh hơn và tốt hơn, phụ kiện mới hơn và nhiều thứ hơn nữa. Giờ chúng ta hãy nói về gameplay của trò chơi. Không chỉ sở hữu không gian bối cảnh độc đáo cùng với cả một cốt truyện hấp dẫn, thì trò chơi này còn thu hút người chơi khi tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời giữa các thể loại game được ưa chuộng nhất. Trong game thì bạn sẽ chiến đấu theo cơ chế bắn súng các hành động ở góc nhìn từ trên xuống. Như vậy là game kết hợp giữa ba yếu tố như mình nói ban đầu, đó là nhập vai, chiến thuật và hành động bắn súng. Hệ thống vũ khí trong trò chơi thì là những vũ khí trong tương lai, có hệ thống nâng cấp độc đáo, khiến cho bạn cảm thấy vô cùng hào hứng trong quá trình khám phá và biến chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, càng lên cao bạn sẽ càng mở khóa được nhiều cơ sở mới, tìm hiểu nhiều hơn các công nghệ của tương lai, giúp cho việc tiến hóa vũ khí trở nên không có giới hạn. Đây cũng là một điểm đặc biệt của game này. Hơn nữa, không chỉ có những tính năng phát triển nhân vật thường thấy của thể loại nhập vai, Evolution 2 còn đòi hỏi tính chiến thuật được vận dụng ở trong đó. Cụ thể là bạn không cần ngừng nâng cấp nhân vật của mình, đồng hành của mình nữa, và chọn lựa những vũ khí hiệu quả nhất phù hợp với từng trường hợp, và lợi dụng những điểm yếu của kẻ thù để tiêu diệt nhanh gọn hơn. Tham gia vào Evolution 2, bạn sẽ được trải nghiệm những chiến dịch PvE cực kỳ hấp dẫn,
Có hai chế độ chính trong chế độ nhiệm vụ và chế độ boss sử thi. Những kẻ thù của bạn sẽ gia tăng sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn ở cái trận chiến sau đó. Bên cạnh đó thì người chơi cũng có thể triệu tập các đồng minh trung thành của mình và hoàn thành nhiệm vụ bằng việc sát cánh chiến đấu với những người chơi khác. Tất nhiên bạn cũng được tham gia vào các trận đấu trực tuyến để giành các vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng, cũng như nhận được các phần thưởng giá trị. Cuối cùng chúng ta cùng nhận xét về đồ họa cũng như là âm thanh của game. Âm thanh của game là cực kỳ sống động, như các bạn thấy thì mỗi một tiếng súng bắn ra đều rất là giòn giã và làm cho người chơi cảm thấy phấn khích. Về phần đồ họa thì đồ họa được mang phong cách theo kiểu thiên hướng hơi có chút hoạt hình một chút, với những tương tác sống động. Với nền đồ họa này thì Game Evolution 2 sẽ khiến bạn hoàn toàn chìm đắm trong những trận chiến, cũng như bị lôi cuốn bởi những cốt truyện nhập vai chân thực. Đó là toàn bộ thông tin về tựa game Evolution 2 bản mobile. Mình sẽ để link tải ở phía dưới cho anh em. Và anh em có nhận xét gì về tựa game này, âm thanh, đồ họa hay những là các yếu tố khác thì hãy để comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Và anh em xem clip thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh. Đồng thời là ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để cập nhật những tựa game hay và hot nhất, đặc biệt là siêu siêu độc mình sẽ dành đến cho anh em. Cảm ơn tất cả các anh em một lần nữa và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Try out the new scope.